Thật ra trẻ em được sử dụng được kem chống nắng. Trẻ dưới 2 tuổi hoặc là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thì không nên, nhưng mà trẻ từ 2 tuổi trở lên đó, thì có thể sử dụng kem chống nắng được rồi. Cái chỉ số SPF mà người ta nghiên cứu có thể sử dụng được là SPF 15 trở lên cho trẻ. Nhưng mà quan trọng nhất đối với trẻ khi ra đường, mặt khoáng là một, che kính kỹ càng mặt khoáng, nhưng mà che kính kỹ càng là hai. Thứ ba là mặc quần áo phối màu, bôi kem dưỡng ẩm, bôi kem chống nắng, uống đủ nước, dinh dưỡng đầy đủ, không tiếp xúc nhiều với ánh nắng, chơi thì chơi trong bóng râm mát, không chơi quá 2 giờ trực tiếp dưới ánh nắng. Đó là những cái mà đỡ hơn ảnh hưởng về da cho trẻ, trong khi mà mình cho trẻ đi ra ngoài nắng và những thời tiết nắng nóng như thế này.